Tiểu Loan, Mai Tiểu Loan. Đứng lại, quan tổng quản, ngài vừa gọi tôi đó chăng? Không, không phải gọi lĩnh bà. Trong bàng hoàng, tôi đã gọi tên người yêu cũ và bỗng thấy trước mắt mình một thôn hoàng hoa sầu ủ rũ tiễn người đi. Ngài đang muốn làm thơ đó chăng? Tôi nghĩ ngài nên về hoàng hoa thôn tìm hứng thì phải hơn. Phải, nhưng hoàng hoa thôn ngày nào gió xả sông hương nắng gieo vàng giác ngọc đâu còn nữa. Từ đó dân một người niềm thân ai cũ đã trở thành những ngọn roi cay độc dù vô tâm nhưng vẫn làm buốt da một người vừa chợt tỉnh cơn mê. Để nghe hoàng hoại tâm hồn, để thấy niềm xót xa vừa được ươm mầm bởi đắng cay. Khi thấy lá đào rơi là cúc nở sen tàn, sợ tắt những chiều vàng, sợ màn đêm mênh mông. Dùm cho tôi bao nhiêu tình tư ngày xưa, tôi tưởng chỉ có lúc này tôi có thể giải bày cho vơi niềm ô ân. Không không, tôi không muốn nghe nữa những câu chuyện ngày xưa. Dĩ vãng đã qua đi, còn nhắc lại mà làm chi? Phải rồi, nhưng người ta có niềm vui ở hiện tại và hy vọng ở tương lai thì người ta mới không cần dĩ vãng. Còn tôi, tương lai không có mà hiện tại cũng không, thì sao bà lại cấm tôi quay về dĩ vãng đào xới tâm tư để tìm lại những hình ảnh thâm tình? Người ta đã viết lại đâu đây kỷ niệm rồi dài đáp chân thương tình, thì tại sao bà không cho tôi tìm nhặt lại để ướp hồn mình bằng hạnh phúc của ngày xưa? Linh bà ơi, tự quỷ thân làm một gã quản quan đi được gần ai bằng tình yêu tinh khiết? Liều lĩnh khắc một tên trong ba ngàn thế bạc, tôi sung sướng đau thương nhìn hạnh phúc của người tình. Kìa, ngài nói gì ta không hiểu. Mỗi đêm chúa thượng rút một thẻ để xem định mệnh của ngài ngự ở cung nào. 3.000 thẻ bạc với một tên Mai Tiểu Loan, hương thân này bà không hiểu thật sao? Tiểu Quân Tường, Tiểu Loan, Mai Tiểu Loan. Đừng, tôi xin ngài đừng gọi tên tôi nữa. Ngài muốn thương hay ghét tôi cũng được, nhưng xin ngài hãy để cho tôi yên. Ngài không thấy sao, đời của tôi bây giờ đâu còn là xuân nữ của thôn hoàng hoa lặng lẽ, mà là của hoàng cung ấy rực rỡ muôn màu. Ngày ngày trang điểm xiêm y, tôi nằm bên mình chúa thượng.
tình năm cũ tôi đã quên rồi, và xin trả về cho thôn lành hoàng quang. Linh bà ác lắm. Nhưng quân tường này mãi mãi chẳng quên ai, chỉ xin được hầu hạ lĩnh bà như một tên quân hầu trung tín. Ngài cái việc lo tròn bổn phận của ngài là hơn. Xin ngài nhớ cho, tôi không muốn nghe lại chuyện ngày xưa. Mai Tiểu Loan. Thái chân em. Gì thế đại quân? Em hãy điểm trang cho dung nhan thật mỹ miều, tu lệ. Chắc chắn đêm nay em sẽ hội diễn với Thanh Hoàng. Chi vậy đại quân? Để được Thanh Hoàng sủng ái chơi chi. Em không thích Thanh Hoàng sủng ái đâu. Trời đất ơi, sao lạ vậy? Làm cung nhân mà lại không ham được Thanh Hoàng sủng ái. Đâu khác nào những anh chàng thấy dám đẹp à. Mũ nhung chỉ đẹp cái hình à, hài như vậy thà chết sương hơn, chứ cuộc đời hết tham gì khoai lạc à. Đại huynh nói gì kỳ quá hả? Đại huynh gọi em ra để nói vậy thôi đó sao? Đâu có. Anh gọi em ra là để dặn dò em chứ. Nè, đêm nay hy vọng chúa thượng sẽ đòi xem vũ khúc nghe thường, em phải ráng lên đó nha. Ráng? Ráng gì? Đêm nào đại huynh cũng dặn em ráng, mà chúa thượng có chịu xem đâu. Em chán cái đời cung nữ này quá rồi. Cung nữ thì chán, chứ vương phi với hoàng hậu làm sao chán được em. Em chán luôn. Trời đất á, thấy chán, ok kìa, rồi sao em lại bỏ đi? Nhớ nghe điểm trang cho đẹp lên nghe không? Thánh thượng giảng tuy. Miễn lễ. Thần thiếp mừng được hưởng ơn mưa móc của thánh thượng. Thôi ai khanh nên về nghỉ. Quốc trung học sĩ. Dạ. Khanh đã sẵn sàng cho ta xem lại vũ khúc nghe thường chưa? Dạ muôn tâu đã sẵn sàng. Thần chỉ chờ lĩnh của thanh quân. À, vậy khánh còn chờ gì mà không cho ra mắt cầm tung mãn. Gây ghê thường lân lân, múa ca trong ánh trăng dịu hiền dù rung ru ngọc mơ màng nhớ du nguyệt điện á. Mây trong màu xiêm tha thước tung bay, bao khổ đau hãy quên phút giây này. Quyền mơ khói sương trái luộc gió nhẹ thôn tình mong. Mừng hành ngô tiên nương, phải chăng quán hàng theo sương, rời dương dân hồn ta lạc vào cơn á mộng dài. Trong hoa viên ngờ nơi cung tiên, sương khói như phù dân, ru hồn đắm say mơ màng liên lưu. Nhát vàng tướng như ru khổ ca ghê thương. Thật là tuyệt diệu, tuyệt diệu. Tiên nương, tiên nương, có
phải chăng ta học chương dân nên đàn rời cũng quế đến cùng ta hỏi ngộ. Tiên nương, tiên nương, ủa nàng đâu rồi? Dạ, dạ chắc Thanh Hoàng muốn nói đến thay chân nàng cung nữ áo xanh. À, tên của nàng là Thái Chân. Dạ. Ôi cái tên đẹp mà nhan sắc lại càng tuyệt mỹ, nét vườn quá, ôi dung mạo một tiên nga. Phải chăng nàng rời cung quản bỏ trăng ngà, xuống dây trầm cho thỏa tình tri ngộ, vậy mà trầm qua vô à, tâm chẳng lễ nghi nghìn đón. Nàng đâu rồi để ta tạ lỗi à, nếu nàng vẫn dối bó về cung tiên, ta tìm ở đâu trên cõi đời này. Dạ, muốn tìm nàng thì đâu cần phải đi xa, chỉ vì nàng là một cung nhân. À, ở hoàng cung mà sao để nàng cô độc, nhưng chuyện này ta biết phải trách ai đây. Dạ thần xin rước mỹ nhân về, xin Thanh Hoàng đừng bận tâm. Mỹ nhân do thần đây mới tuyển vào, đang đợi hầu thanh quân. Được được, quốc trung hiền khanh, dạ hãy tìm nàng về đẩy ngay cho trẫm. Đi đi, khẩm tuân mạng. Tâu cho thường. Tiên nga đó từ khung trời huyễn mộng, lạc xuống trần làm nhức buộc không gian. Hãy im đi cho trăng lộng xóa tóc vàng, đừng xáo động làm nguồn mở tan trong bọt sông. Tâu quân dương. Đừng nói nữa, quân nghe lời ta đã bảo. Một lời cưỡng cầu là nát thịt tan xương. Tâu chúa thường. Thiệp thần xin khép nếp quê mình dưới chân thanh chúa, lệ tuôn rơi lá chả giữa dòng trăng. Hạnh phúc mà đợi mà chờ, cơn thịnh nộ cũng nhân sủng của thanh quân. Kể từ giờ phút này thiếp dẫu có sống thêm cũng đâu vui hơn cây chết. Trời ơi, thần thiếp đang sống với quân dương mà cứ thấp thỏm đợi chờ giờ từ biết. Gió đồng sóng trắng xô vùi dập mộ kiếp phi tâm. Bởi vô mưa trời ơi công chắc chiêu từng sợi tóc nụ môi son sẽ mất hết khi trời vừa rạng sáng. Có vội vàng chỉ một chút ăn tối thường, đừng quên đêm nay thiếp chỉ còn có một đêm buồn. Xin thanh thượng đừng quên đêm nay thiếp là kẻ được quân vương chọn trong 3.000 thẻ bạc, xin được kề cận mình rồng cho trọn một đêm nay. Thôi được rồi, ta sẽ cùng nàng vui hưởng cho hết một đêm duyên kiếp. Triệu quân tường, mua tâu, thần xin ứng hầu chờ lệnh. Ta truyền rạng sáng ngày mai phải quỷ ngay 3.000 thẻ bạc và tìm Dương Quốc Trung, bảo ngài mãi đưa Thái Chân đến hầu ta nhé. Tâu vâng. Thay chân em. Hoàng thượng vừa vào á nghĩ nên ngủ phụng lầu. Và bây giờ chỉ còn lại có đôi ta. Thay chân hiền muội, thay chân em đâu rồi? Em đi nè. Có gì mà đại huynh vui dữ vậy? Kính chào Dương huynh. Có cả An tướng quân ở đây nữa à. Thay chân ơi. Cái chuyện nó đã tới thật rồi em ơi. Hả? Chuyện gì? Ta nói cái chuyện đó nó đã tới rồi, tới thật bất ngờ. Thanh Hoàng đã chọn Thái Chân vào cung hầu hạ, một bên mình rồng,
đời như quay cuồng sụp đổ. Thôi rồi giấc mộng bấy lâu nay, tôi làm quốc cựu vinh sang, sao mà anh bạn chẳng vui mà lại buồn vậy á? Đại huynh, hả? Nghĩa là ba ngày nữa Thanh Hoàng hạ lệnh em phải cởi bỏ áo cung nhân để tự tay người mặc cho em chiếc áo vương phi. Trời ơi, đừng mừng thì mừng chứ đừng có xỉu nghe em. Nay mai em đã bước lên ngôi vị vương phi rồi đó, em nghe không? Sơn huynh, em làm sao bây giờ? Làm sao thì cũng làm cao, dẫu có thế nào cũng làm bực vương phi mà. Thay chân. Sao thương được tân tiếng cung ngàn đau, lên vua chia cách ta xa biệt ngàn trùng, mới vui tương phùng giờ đành xa nhau. Trời gây ngăn cách làm chúa vỡ tan tình ta, ôi xót đau chỉ riêng thân này. Người ngoài chẳng may đâu lén lưu cung vàng cổ đại. Ai ơi xin đừng hờn người đang vương mang chua cay, tâm tư quay cuồng và lòng ta đang phong ba biệt ly. Người đi nhớ nhung gì chăng, người cũng son mang tiếc thương cho tròn cuộc đời. Thầy chân ơi, còn biết nói gì đây khi tay đã trong tay ngàn sầu tương biệt. Rồi đây dấu cũ rêu phong tướng mã cúi đầu đi, mai miết rác mặt sương gieo mà tương như đang ước lệ. Giữa cuộc tang đi thương cây cỏ cũng sẽ buồn. An lộc sơn một võ tướng mang di học đòi đau khổ yêu tuyệt tình một nhan sắc trường an. Rồi mai đây nàng tha thước ở cung son ta thơ thân chôn xưa tìm kỷ niệm. Lượm những dấu chân tình thời qua gấm nghe gió tương tư quằn quại khóc đi thương sâu. Võ tướng mỗi bước dùng dằn lăn thèm
thua cuộc. Tại ta thừa sức làm nổi dậy phong ba. Gì vậy? Trời ơi kìa. Thay chân em, vô nghỉ đi em. Coi chừng An tướng quân điên rồi chém anh em mình. Mà chém một cái là hút giò. Cho em biết làm lớn thiệt lớn nghe em. Đi, đi em. An Lộc Sơn, vĩnh biệt. Không, chỉ tạm biệt nhau thôi. Ta không thể để mất em. Thay chân, thay chân. Ý chết, lòng xa của thánh thượng đã dừng lại trước thanh quê cung, mà ta chưa trang điểm xong, làm sao bây giờ? Dạ, thanh thượng gia lâm mà thần chỉ không hay đi nhanh tiếp, xin tha thứ tội. Ai phi, đừng quỳ lũy cho nhọc thân qua, xem nào. Ý đừng, thánh thượng khoan nhìn đã. Thiếp vẽ mài chưa xong còn xấu lắm. Ai khanh chưa vẽ mài à? Được rồi, vậy thì ai khanh vui lòng cho trẫm được cái hân hạnh vẽ mài lá liễu cho nàng tiên của trẫm nha. Nếu được thanh quân vẽ giúp thì còn gì dính giữ cho bằng. Tình nồng càng thêm đắm say. Yêu khanh suốt kiếp vẫn chưa toại lòng. Muốn rằng yêu mãi ở kiếp sau. Bấm lá thần đêm nếp khi tình anh làm qua hẹn thêm thân thêm tình. Tiên nàng từ cung quảng hằng giang trần đêm so duyên thế nhân khó sanh bằng ai phi của quả nhân. Dạ muôn tâu. Không không đâu, ai phi rất xứng đáng đi lời khen tặng ấy. Và đấy, sư thần ba thuộc vừa sáng danh công lệ. Trong muôn ngàn công vật chỉ có chiếc đâm vàng nam ngọc này là quý nhất. Vậy trẫm xin tặng cho ai phi để tỏ lòng mến yêu. Đài hoa hương sắc ước ta mong sao như loài chim quanh ấy chấp cánh tung trời nằm sai miên miên bên nhau mãi đến muôn đời thiết tha. Thâm tạ ân thanh hoàng lòng vẫn luôn mơ ước hầu quân nghi vương trọn đời trọn kiếp chỉ đến khi vai tàn sắc kia hương dẫu cho phân nhạc thương tàn vẫn chẳng nhạt tình với ai cần hãy vững lòng tin tâm biết lấy chi đáp
ngước cái cao bằng non. Ai à phì chớ nên bệnh à lòng, chỉ cần khanh yêu à ta. Thần thiếp nguyện hiến dâng trọn vẹn xác thân này, và mong sao tình ta được miên trường vĩnh cửu. Ai khanh, ta đưa nàng dạo một vòng ngữ quyển nhé. Đã đến giờ lâm triều, bệ hạ để bá quan đợi mãi hay sao? Bá quan đã lỡ chờ rồi thì chờ thêm vài khắc nữa có sao đâu. Thôi đi nghe ai khanh. Thật tức chết đi được. Bây giờ thì nó đã được thanh hoàng yếu sai mê đắm đuối, còn mình thì phòng tiêu heo hắt, mảnh vũ y lạnh ngắt trơ dương. Đêm lại ngày qua mỏi mắt trông chờ. Đó là luật giai cả của trời cao đặt sẵn. Triệu quân tường, mi mỉa mai ta ra chăng? Dầu sao mi cũng đừng quên ta cũng còn là mái phi thư hậu. Tâu lệnh bà, hạ thần chẳng bao giờ quên, nhưng chính lệnh bà mới là người ít nhớ. Nhớ gì? Ngày xưa xa mà làm phận cung nữ được vua thăng làm thứ phi, liều qua thanh hoàng dành một tên khá bạc đêm đêm hầu thánh quân. Ba ngàn cây thế một mình tên nàng. Sinh nhân vui cuộc đời. Số phận, định phận. Không, không bao giờ ta chịu làm thần chiến bại. Ta phải thắng, ta phải thắng. Lĩnh bà, Mai Phi. Mai Tiểu Loan hiền muội, hiền muội lòng chất chứa quá nhiều tham vọng. Tiểu Loan ơi, ta chẳng đành lòng chứng kiến nàng thọ nhục. Ta rời khỏi hoàng cung để chạy trốn một mối tình tuyệt vọng. Thôi, vĩnh biệt. Hai chân, hai chân. Kìa, An Lộc Sơn, mấy ngày nay ngày đi đâu mà biết dạng. Giờ dối về đây mà mồ hôi đẫm ướt cả nhung y. Dương Phi ơi, vừa biết được Dương Phi yêu thích quả lệ chi đắc lĩnh. Thần xin đem chút tài ký mã rời khỏi trường án thương nhớ. Trên lưng ngựa nâng niu giữ vẹn quá tươi hồng. Lòng nóng như thiêu thần mơ nhìn lúc Dương Phi cắn quả tươi hồng. Thở khói như mây lông câu trổ tài thiên lý tại người nóng lòng hay ngựa nạn chân bông. Tâm tình của tên nam tướng An Lộc Sơn nồng nhiệt quá thành dũng về khờ dai. Lo cay mất ngon hơn lo cướp ai, sợ giáp bầm hơn sợ thọ còng thương. Lộc Sơn, hai chân, đừng, đừng lỗi đạo can dường. Giờ người là phẫn thần tôi, cũng là nghĩa tử. Nhưng ta yêu nàng trước quyền tôn mặt, hay nàng sợ mất địa vị Dương Phi? Đành vậy An Lộc Sơn. Tình yêu đó thay chân xin chân thành ôm mắt. Nghĩa gì đâu địa vị quý quyền, tình yêu mất như càng mòn sinh lực. Nhưng ta còn nhân luân đạo đức, đừng dối làm cho bài lý thương luân. An Lộc Sơn còn mang nợ ta
há dùi chỉ trong chút tình nhỏ mòn. Nước mắt dài nhân làm mềm lòng danh tướng, xin chớ ngông cuồng mà lưu xu thanh danh. Lời khuyên của thay chân An Lộc Sơn xin ghi nhớ, những trước phút biệt ly xin cho tuân hạnh dân ai những cái lễ chi đầu. Sao nghe lòng như rung rung, quá vui hay đã e sợ gì, chỉ mong lệ chi ướp mặt thôn ma hà tình như ta hoài vọng. Nương nương người ơi, sông lướt xuyên sơn, tôi ước mơ phút giây đắm say này thành tâm kính dâng quá lệ chi như chưa chan tình mong. An Lộc Sơn ơi, người có biết đâu chớ nếm vị ngọt của quá lệ chi, ta bỗng nghe thèm rơi nước mắt. Giữa cơn đất trời đang nín thở, ta chợt nghe sáu em ru dịu dắt làm thơ mắm mạnh vui lạnh ngắt khi nhớ đông. Ngày tháng buồn hắt hiu trong đời của một kỳ quý phi tần, một gió thương mang di chợt làm hồi sinh tâm sự tình chân thành hơn kể lào thuốc kinh thư. An Lộc Sơn ơi, giờ đây tôi là một dương phi, còn người ôi ngán lời không nói được, xúc động hôm nay đầy tình sao nở trước biên cách sông ngăn không rời được khi nhớ thương này. Màu ta dương ứng trên môi hồng, hơi gió lạnh vào cũng như giấc mơ, hồn mà thoáng rung mà la lùng, yêu ai sao cứ ngây ngùng rồi bưng bưng kiên cung son viết bao chung tình. Thay chân ơi nàng yêu quả lễ chi, lĩnh ta lặn lội gian lao nguyện giữ vẹn quá tươi hồng. An Lộc Sơn ơi, bao nhiêu ngày lặng lối rối giống lòng kẻ cung son công quên người trên lưng người, mỗi quả trăng thôn biết bao tình chan chứa thương làm sao lòng già khách đi anh hùng. An Lộc Sơn sao chưa chịu bông đào hay chờ đầu rơi khói cổ, có kẻ vừa cao với vua rằng An Lộc Sơn cùng với thái chẳng thâm cung tình tự trai đạo luân thường, nên vua giận dữ kêu quân đến đây rần rần rộ rộ. Đại huynh, chi vậy đại huynh? Em còn phải hỏi nữa. Đây bắt em cùng An Lộc Sơn mau mau lò trung kéo quả đến mình, mau ra ngã này cho kịp tướng quân ơi. Cảm tạ ơn thừa tướng. Khỏi tạ, khỏi cảm gì hết. Sở dĩ tôi cứu ông đây đó là tôi muốn cứu cả dòng họ nhà tôi đó chứ. Dương thay chân em ác lắm mà. An Lộc Sơn
bây giờ đi liền ngã này, mai ra còn thoát kịp, mau đi. Dạ biệt thầy chân. Chết tới nơi rồi, chân chẳng cái gì không biết lẽ đi. Cấm vệ quân. Tiền bao dây thanh quê cung Trần Nguyên Soái. Dạ. Cho cấm vệ lục soát mau đi. Tuân mệnh. Dạ muôn tâu, xin rước thánh hoàng thượng tọa. Lòng ta như lửa đốt đây nè, làm sao yên được mà hồng thượng tọa với hạ tọa. Nghe ta hỏi đây nè. Nàng hãy đứng lên đi và trả lời cho ta rõ. Nó đâu rồi? Hãy mau đưa hắn ra đây. Bệ hạ nói nó là ai? Còn hắn nào ở nơi này? Nó, hắn là gian phu. Nàng đừng mong chối tội. Muốn tâu, thần đã cho lục soát khắp cùng nội cung, nhưng chẳng thấy ai là gian nhân cả. Vậy là nguy cho trẫm rồi. Nguyên Soái. Dạ. Truyền cho tất cả lui mau mau. Khoan, Trần Nguyên Soái khoan đi đã. Hãy cho tôi mượn thanh đoạn đao này. À, kìa kìa, ai khanh? Ai khanh định làm gì vậy? Dinh biệt vua thượng, thiếp thần phải chết để lấy máu rửa tâm dân. Chút kia vẫn bóp bèo, mà sao nhục kia nhà nhục nhơ. Ai khanh ơi, nhục dành nghe khanh, đừng để cho ủ dọc nét thiên kiều. Xin cho thần tiếp chết mới khỏi ô danh. À, thôi mà khanh, tôi xin vĩnh biệt cửu trùng. Đừng, đừng bỏ trầm mái khanh ơi. Thôi mà ai khanh, bỏ qua cho trầm nhờ mà ai khanh. Thần thiếp muốn biết nghe ai mà bệ hạ làm nhục thiếp như vậy. Thôi mà khanh, có ai đâu. Bệ hạ không nói. Được rồi, thiếp đập đầu thiếp chết liền cho coi. Đừng có đập đầu thôi. Thôi trầm nói, để trầm nói. Trần Nguyên Soái. Dạ. Hãy mau đi bắt kẻ vu cáo vào, cho vương phi rõ tường tận mặt mày, rủi là vương phi ấy quốc thất hoàng thân. Dẫu cho ai cũng mặt bắt luôn chẳng luận, mặt nghe tình vương phi quyết định giết tha. Muốn tâu, thần xin tuân mạng. Đó, trẫm làm như vậy là làm theo lệnh của ai khanh rồi đó. Khanh có vừa ý không hỏi người đẹp thay chân? Thần thiếp chỉ còn biết dạng tạ ơn đức thánh hoàng biệt đại. Muôn tâu, thần dân lĩnh chỉ đã bắt kẻ cáo gian và quỳ dưới trước. Hãy ngoảnh mặt lên. Kìa Mai Phi. Phải, chính Mai Phi đã giam vu cáo cho người ngài làm quyền nao chôn hoàng cung. Giờ đây xử theo luật triều trung thì như vậy lăng thì chưa đáng tội, nhưng ta cũng dung tình giảm nàng tội hình. Quân sĩ truyền tam bang triều đến. Trời ơi, dạ muôn tâu, trăm lại thanh thường, ngàn lại thanh thường. Xin xét tình dung bởi hờn ghen, tha thứ phi không dương tư hình. Nơi lãnh cung biêm thôi hoàng phi, ngõ ngát qua sông buồn nhớ thương cung vàng. Thần dập đầu xin chúa thương tình, chung kiếp cung phi lòng lại không đành.
ta chúng tôi cho được dung tình. Liền lui vào cung lánh năm tháng trôi hầu xưa mình. Trần Nguyên Lễ, mau kịp thi hành. Chúa thương, lòng chúa thương dẫu quan nhân, nhưng trọn kiếp cung phi lui vào lành cung thọ tôi, thì kể như đời mình đâu còn có ra gì. Xin từ tạ Dương Phi và Thánh Đoàn cởi trăm lượt nặng nề, từ giá kiếp Tần Phi ngày tháng sẽ quạnh hiu buồn lắm. Dương Phi ơi, còn biết nói năng gì, nằm ngồi mà ra đi. Mai Phi chỉ đã vào cung lạnh một mình, hồn mà em cứ se buồn. Thương đời một cung phi, thôi ta vào ru mộng cho tròn một đêm hồng. Đi đi ai khanh? Tâu Vân. Trần Quyền Lễ. Dạ. Khanh hãy cầm chiếu chỉ này cấp tốc truyền rạng sáng mai An Lộc Sơn phải đi trấn nhậm Bình Lư lập tức. Dạ mô tâu. Đừng tâu chi hết. Ta phải đài nó cho thật xa cung cấm để trừ hậu hoạn. Đi đi. À, ta phải vào kéo nàng nghi kỵ. Tâu Vân. Kìa, Đại tướng quân, sao giờ này ngài còn trở lại? Niệm nô, thay chân đâu? Thay chân đâu? Ta muốn gặp nàng. Bẩm tướng quân, lĩnh bà già thanh thượng đã an giấc điệp. An giấc điệp? An giấc điệp? Hãy kêu nàng dậy. Ta cần gặp nàng trước giờ rời khỏi Trường An để trấn nhậm Bình Lư xa diệu viện. Hãy gọi nàng ra đây, gọi nàng ra đây. Nếu không, hãy giang ra, giang ra cho ta tìm thái chân từ biệt, giang ra. Tướng quân ơi, đừng giống đồng vì một cơn phân tình giờ chia biệt mà gây ra dấu bể tan thương cho tay ta nụ. Niệm nô, như vậy ta làm sao bây giờ? Xin ngài hãy viết một bức thư, rạng sáng ngày mai tôi sẽ trình lên lệnh nương nương. Lúc ấy có lẽ ngài cũng đã đi xa rồi. Phải, ta sẽ đi xa và không biết bao giờ trở lại. Thầy chân ơi, lòng An Lộc Sơn giờ đây đã nổi dậy cuồng phong. Nhưng nếu ta không dằn cơn sông động thì mộng lớn không thành. Ta xé mảnh nhung y này, ta xé mảnh nhung y này, xé mảnh nhung y và lấy mau tim tay mực phơi tình lên biết không. Sương gió biên thùy chia cách muôn trùng, lòng càng đau thương khó khuây. Phút giây ly biệt âm thầm lìa xa tim nhói đau. Người đi xa ngoài muôn trùng, kẻ nơi cung lạnh trong dời mười phương nhớ thương. Thầy chân ơi, trước phút rời khỏi Trường An đeo
đau buồn trên lưng ngựa. Ta xin gửi lại lá quyết thư cho kẻ cung son yên tâm mà chờ đợi buổi tương phùng. Có được thay chân quyền tôn là vua trên chính bậc kỳ thềm rồng, còn ta chỉ là một võ quan hèn mọn đứng giữa trời khuya mà ngông chốn lầu cao. Lĩnh độc tôn truyền ta cứ ngỡ chim bao mắt cần tráo mở mà mi trào cái lệ. Giờ phút biết ly không một lời từ ta, chỉ nhục ta lầm lỗi ra đi hiu quạnh chuyến lưu đài. Máu của tướng quân chảy nhiều quá, tướng quân có đau lắm không? Niệm nô ơi, vết thương nào đau cho bằng vết thương lòng, vì giờ từ biệt mà chẳng gặp mặt người yêu. Xin tướng quân dằn cơn bi thiết. Sẽ chiếm lại nàng bằng quy lực của quyền tôn. Ta thề giữa đêm thù hận đã lên men, tay vũ dũng sẽ dung lên gây bão tố. Choàng dương miệng đưa thái chân lên ngôi cửu ngủ, gom cả vàng sang về đặt kỳ dưới chân nàng. Đó là tất cả chân thành của mang tướng An Lộc Sơn yêu cung nữ. Thái chân dẫu sao dời giấc đôi lầm lối ra đi không cờ rung trống nổi, nghe đêm tạ từ ta lại tiếng ta đi. Niệm nô, ta nhờ nàng trao thơ này lại cho thay chân, nói ta gửi lời tạm biệt, chỉ tạm biệt thôi nha. Bẩm dân. Niệm nô, ai nói gì ngoài này vậy? Bẩm lĩnh bà, quan tiết độ sứ An Lộc Sơn đến từ giả lĩnh bà, rồi cấp tốc đi trân nhậm Bình Lư. Đi trân nhậm Bình Lư? Chúa thượng môn đài chàng xa ta mà. Người có gửi lại cho lĩnh bà một bức thơ. Đâu, thơ đâu? An Lộc Sơn. Thầy chân ơi, thầy chân ơi, hẹn nhau tương ngộ giữa trời chính yên. Trời An Lộc Sơn, lĩnh bà, lĩnh bà. Quân An Lộc Sơn reo, ta ngăn đoàn quân đi. Xin anh hùng ngưng binh, chớ đến vì ái ân gây lầm than. Gió câu dừng chớ ngăn đường, bước quân hành thác con tràng. Cánh ngai đường dấu binh hùng, khó dung tình hơi quân tường. Vì yêu gây biến cho vàng sinh linh khóc than. Đồ tháng dân lành xin thương chúng dân, giấc ngài mong cuồng trình. Triệu quân tường hãy ra ra quân sĩ. An Lộc Sơn ơi, đừng vọng động lại gây biến cho Trường An rực lửa. Vì muốn kiếm đoạt một nhan sắc giai nhân mà gió câu gây loạn, với dập dồi sinh mạng biết bao người. Sử sanh ghi tội miệng thế chê cười.
sử xanh bia miệng, thành kiến này sẽ phá kính miệng thế dèm pha. An Lộc Sơn ơi, bạo lực tăng gươm chỉ ngăn được tiếng kêu ca trong một đời ta, hoặc sao dài thế hệ chớ đâu thể dấu che lịch sử, và ngàn năm biên miệng vẫn không mòn. Ta đâu phải sống để chờ sử sanh ghi công hay tội, hay e sợ miệng đời mai mỉa. Nếu cần, ta sẽ buộc sử sanh bia miệng và hai tội quyền tôn kiệt. Không đâu An Lộc Sơn, tướng quân ơi đừng tưởng đem giáo gươm bén nhọn cùng bảo tàng là trấn áp lòng người rồi đem tạc đá bia dâm. Tần thủy hoàng xưa bảo ngược làm tăng mực chấp sự xanh, đã đốt sách tăng nhân bắt học trò chôn sông. Tội khâm nho phần tư lòng người đều rung động, lưu số lưu phương đều do lịch sử đã ghi rành. Tướng quân ơi đừng gây chi quả đao binh cướp lấy một giai nhân làm cho lê dân đồ tháng. Dọc theo gió cầu dài tới Trường An biến loạn, biết bao thay người sắp lót dưới chân ai. Ta không cần gì nữa hết, lòng nôn nao mong diện tiên thay chân của ta là sức gió đủ gây thành bão tố. Triệu quân tường hãy giang ra, truyền tăng binh An Lộc Sơn. Thay chân ơi, ta đi trên điêu tàn gạch dũng để tìm nàng đây. Thay chân ơi, thay chân. Mai Tiểu Long, Mai Tiểu Long. Tiểu Long, anh đi trên Trường An điêu tàn mau lửa mà tìm kiếm em đây. Mai Tiểu Long, Mai Tiểu Long em đâu? Mai Tiểu Long, sao lệnh bà đã ra nông nỗi này? Còn chúa thượng đâu? Chúa thượng đã đi rồi. Triệu quân tường ơi, đâu ai còn nhớ đến một cung phi bị biếm trước. Trời ơi, Mai Tiểu Long bây giờ xác xơ đó đài hình vàng than thương. Hối xin triệu quân không nên lời, thấy ai mà lòng này càng thêm thương. Tiểu Loan ơi à, buồn ly ta. Quân tường ơi, còn chút hơi tàn thoáng mòn. Mai Tiểu Loan xin gửi lại anh chút tình đã. Được tình anh cao dòi dòi thì anh ơi mình phải đành vĩnh biệt nhau rồi. Nắm chặt tay anh mà nghe ứa lệ ngắm ngùi, từ lúc đầu thân vui trong gạch dùng một thiết tha làm mong gặp lại anh. Trời vẫn còn thương nên chút hy vọng mong manh, giờ đạt được lại trở thành vĩ đại. Quân tường ơi em vui hơn ngày đầu được quân vương sùng ái, nghe lửa reo vui mà tưởng nhạc đâu quá dịu dắt ru tình. Thank you.
Tiểu Long. Quân Tường ơi, hãy tha thứ cho em. Mai Tiểu Long ơi, anh đã tha thứ cho em từ bao giờ? Em sung sướng đến quên đau nhức, và bây giờ thèm ngủ trong tay anh. Ngủ đi em. Mai Tiểu Loan ơi, lần đầu tiên anh ôm em vào trong ngực mong, lần đầu tiên anh ôm cả trời qua mộng, một cõi trời mơ ước thiêng liêng. Mai Tiểu Loan, nàng đã đi rồi, ngủ cho yên đi Tiểu Loan ơi, ngủ cho ngon giấc. Hủi sạch hết rồi trong giờ nhắm mắt, ta khóc nàng trong đổ nát của Trường An. Mai Tiểu Loan ơi, một kiếp cung phi với 30 ngày hưởng ân vũ lộ, 3000 thả bạc với 30 đêm hạnh phúc phù du. Ta gửi theo em vùi chôn mơ ước xuống quang mồ, ta sẽ đặt nàng nghe gió ru trên một ngọn đồi nơi quê hương yêu dấu. Mai Tiểu Loan, ta yêu nàng, ta vẫn yêu nàng. Mai Tiểu Loan ơi, Tiểu Loan. Đời vì vua thiếu tài gây biên An Lộc Sơn, cầm dài thân gió bụi binh tướng ta tới giữa đường bôn tàu. Đời tang thương. Trần Nguyên Soái, đây là đâu? Muôn Tâu, đây là Mã Ngôi nằm trên đường về Ba Thục. Kìa, Khanh là ai? Muôn Tâu, tiện dân là nông dân ở vùng này. Hả? Ngươi vào đây để làm gì? Làm sao ngươi vào đây được? Trần Nguyên Soái. Chúa thượng, chúa thượng ơi, xin đừng gọi tướng quân và binh sĩ tiện dân vào đây, chỉ để dâng lên chúa thượng một bữa cơm đạm bạc. Xin thánh hoàng tạm dùng quả bữa giữa cơn buồn tẩu bỏ ngay vàng. Lòng kẻ ngu dân đôi với vua, giữa cơn loạn lạc không trần. Vàng ngọc dài bừa gió bụi, đôi khác thành không tha thứ bậc quân dân. Vì trộm nghe thánh thượng thở than, nên xin dân có mọn canh hèn, tuy không bằng cao lương mỹ gì, nhưng là cả lòng dân đôi với vuông trên đường dông quốc. Một người dân hèn hạ chưa từng một ngày nào hưởng được ân mưa mắt của triều đình, sao mà lại có tâm lòng trung can hơn cả công hầu khanh tướng? Muôn Tâu, giữa cuộc sống đảo điên, lòng người thường điên đảo, loạn chinh điên đã làm loạn nghĩa quân thần. Đời kẻ làm vua cao quý chốn cung vàng, nhìn lòng người khó đo lường suy xét, khi quay quần tôi chúa lúc bình yên. Bao
nhiêu mỹ từ đều được chuốt mật điểm duyên, để mong gợi được lòng quân vương nghĩ đến. Nay đã thăm nỗi lầm than bình biên, ngài phục nghiệp xin đừng quên trăm họ lê dân. Trẫm xin ghi nhớ lời vàng ngọc của một nông dân cơm thô áo dại, tâm niệm muôn đời để biết làm vua. Muôn tâu, xin thanh hoàng dùng tạm bữa cơm đạm bạc, rồi gấp rút lên đường về Ba Thục. Hả? Sao lại gấp rút khỏi Hiền Khanh? Muôn tâu, thần nghe tin từ đám người chạy loạn là An Lộc Sơn đang xua quân cấp tốc đuổi theo. Giờ kẻ tiện dân xin cáo biệt. Cảm tạ Hiền Khanh. Hạt cơm nhớ thỏa mong trần, nuốt vô thơm ấm lòng dân ngọt ngào. Vì Trần Nguyên Soái, muôn tâu tướng sĩ bao quân đang nổ lòng căm hận Dương Thừa Tướng. Kìa Trần Nguyên Soái, ngài nói sao lạ vậy? Ngài cầm binh mà tại sao bảo rằng quân sĩ nó quá hận tôi là cái chỗ nào? Mấy ngày nay trong lúc ngài ăn sung mặc sướng, ngài bắt quân phải nhịn cơm ăn cháo, lòng căm phẫn của họ như sóng càn thác lũ, tôi không làm sao ngăn được nữa rồi. Bất tài, bất tài, bất tài! Làm nguyên soái như ngài quả thật bất tài. Ngài không ngăn được, để tôi ra ngăn cho coi. Tôi đi đây. Dương Thừa Tướng, hữu hồ hữu diệt, và bệ hạ gọi tha thần. Khanh chớ nên liều, e khó bao toàn. Quân tướng sanh lòng dội vàng, e ca muốn thần. Nguyên soái gia họ Trần, lọc nước không mong đền, hạ thần cam trái thân đem đắp bồi nợ cứu trùng. Khanh nhớ bây giờ sao xuyên quân tình, mai lỡ như bị nặng hờn căm quân giết khanh. Tâu chắc ông dự tài định sống quân căm hờn, nên làm quan phẩm cao, xin bây giờ người ra tài. Bây giờ khanh nghĩ sao, e căm hờn mà không toàn. Tâu bệ hạ, thần xin lãnh mạng ra đi cũng là cách đáp đền ơn vua lọc nước, chứ không phải như ai kia vậy đâu. Lương thì muốn lãnh mau lắm, chứ có việc thì co đầu rút cổ. Dạ, xin phép chúa thượng thần đi đây. Dương quốc Trung Hiền Khanh, bệ hạ kêu hạ thần. Dương Hiền Khanh, ta đích thân rót rượu tặng khanh, trước khi khanh phải liều thân trấn an tướng sĩ. Trời ơi, giữa lúc bôn ba giặc như sóng tràn sấm dày, mà tướng sĩ ba quân không nứt lầm ngăn loạn lại, bức bách ta tàn hại công thần. Đó, ngài nghe chúa thượng nói chưa? Khanh ơi, lệ ta rơi pha với rượu nồng, tình tay đưa như yên đang thái tử tiễn đưa người tráng sĩ sang sông. Người ra đi thích khách bảo tần, khanh cất bước trấn lòng tướng sĩ. Gian hiểm sao lưng chưa thoát dầm tai qua, mà quân tướng sanh tâm ta nghẹn nỗi đau lòng. Dạ muôn tâu bệ hạ. Bệ hạ ơi, thần xin uống cạn ly tóc biếc. Nghe qua bệ hạ và bước chân đi để đền ân tri ngộ của thánh hoàng. Để thần ra đi cho chắc giả yên tâm, thần sửa áo mão lại. Bệ hạ ơi, thần sửa áo mão đi ra cùng tướng sĩ. Bệ hạ ơi, thần đi mà bệ hạ còn nói gì nữa không bệ hạ? Tất cả ta trông cậy vào khanh. Trời ơi, trời ơi. Bệ hạ trông cậy sớm quá, chắc có lẽ thần chắc có lẽ thần là sĩ du hà bá của bệ hạ ơi. Nhưng mà thần vẫn đi đây. Ê!
Đây bệ hạ. Bệ hạ ơi, quân tàu bệ hạ vừa thấy mặt hạ thần, quân sĩ nó hoang hô quá xa bệ hạ. Hoang hô mà hoang hô như thế nào? Hoang hô nó đòi giết hạ thần. Hả? Rồi khanh nghĩ sao? Giết giết nhưng mà thần vẫn đi chứ. Thần đi đi. Dương quốc công. Vua thượng, thanh hoàng xúc động ngất xỉu rồi. Phiền cao bồi lực sĩ đưa thanh hoàng vào trong an nghỉ. Tàn sát dương quý phi. Các người hùng hổ đòi giết ta, đòi giết ta phải không? Tâu, quân sĩ và thần dân bảo rằng lĩnh bà có tội, vì sắc đẹp của lĩnh bà đã khiến cho An Lộc Sơn tạo phản. An Lộc Sơn tạo phản là tại nhan sắc của ta hay tại lũ quân binh bất tài vô dụng? Bao nhiêu tân binh hưởng lộc triều đình mà không giữ nổi Trường An, để thanh hoàng lưu vong bôn tẩu, giờ đây sợ không ngăn được giặc lại muốn dùng thấy ta cản bước tiến của An Lộc Sơn, có phải vậy không? Tâu Dương Phi, đừng nói gì nữa hết, hãy đưa bình độc dược rồi lui ra hết đi. Hãy lo sửa soạn ngựa xe, sẵn sàng để lát nữa đi vào rước thanh hoàng sang đất Thục. Đi mau đi. Tuân lệnh Dương Phi. Trời ơi, mã ngôi này đâu phải là cái hạ ngài xem, mà ta lại giống như ngu cơ âm thầm dính biệt sở bá Dương thằng dò. Bệ hạ ơi, chúc lòng tri ngộ, thần thiếp nguyện trái thân đền ta tâm chân tình. Cầm đốc dược trên tay, tiếp ngầm ngồi uống cạn một mình, mắt hướng vọng về phía Trường An rực lửa, tiếp nhớ lại những ngày thân thiết chung thâm cung. Ôi chịu phong trần số mệnh của giai nhân, ghen ghét hồng nhan sau trời xanh nhan sắc. Từ xưa nay nào ai đâu biết đi được, mà dám hứa nhân gian cùng sống tới bạc đầu. Thần dân và ba quân tướng sĩ, hãy nghe đây là lệnh phán của quyền tôn. Thanh thượng đã chấp nhận lời của tướng sĩ ba quân, để giết chết người bản tình chăn nuôi. Hãy sửa soạn lông xa chỉnh tề hàng ngũ, để rước thanh hoàng và nhìn xác Dương Phi. Mình cho chúa tượng ra đi, cho tất cả dân binh nức lòng đó bảo an long thề, dân một lại ta tình sâu hơn bể, cầu thánh quân phục nghiệp dân ngôi trời.
của ta đâu? Muôn tôn, lĩnh bà đã đi rồi. Hả? Tại sao nàng lại ra đi? Muôn tôn, lĩnh bà biết thanh thượng đã hết giả xót thương, nên bà dứt khoát rời xa chốn này. Thơ đạo phân liễu tâm đều sông vắng là lương tháng qua. Nàng đã đi về đâu? Trường An xa mà giờ đây trên đường bốn tẩu, ta lại mất luôn ấy thì kiều diễm của ta rồi. Xe áo lưu vong đắp cho bạn Ngọc, gửi theo mối hận trong đời. Một xác thân mảnh mai lá mềm dốc liễu, khép kính rèm miên giấc ngủ ngàn thu. Đường quyền tôn, quyền sanh sắc ở nơi đâu? Sao nỡ để người yêu bị người ta bất tử? Sanh mạng ba quân gửi vào thân nhi nữ, ta nghẹn ngào đào xót qua quý phi ơi. Binh mã quan Lộc Sơn sắp tới đây rồi. Làm sao tôi đành bỏ ai phi ta Trần Nguyên Soái ơi? Muôn tâu, để Dương Phi lại đây nàng mới vẹn toàn thi thể. Bằng không, thần cam lỗ đạo mầm sát quý phi cho Thánh Hoàng ăn giả ra đi. Đừng, Nguyên Soái ơi, sát người bất hạnh nằm kia để hiến mình ngăn chặn cho Thánh Hoàng và tướng sĩ. Đủ thì giờ tìm chúng đào sanh. Ngài nỡ đâu bầm dung cho đành, tội tình chi gánh cả trời quán nghiệt. Đâu ai nỡ hận thù người đã chết phúc cuối đời, lại không còn vẹn thi hài. Muôn tôn, xin Thánh Hoàng hãy kiếp ra đi, tiện nữ xin ở lại giữ thay đất mộ. Mai một tiết thương ghé qua chúng cũ, thắp mộ được rồi, niệm nô, ta ủy thác cho nàng, ta mới yên giả ra đi. Tướng sĩ ba quân, hãy chuẩn bị lên đường, kính thỉnh tiên nhân. Ai phi, vĩnh biệt ai phi, ai. Lòng ta quá xót xa đau, ta nhẫn tâm bỏ nàng một mình lên yên bồn đau. Dương Phi đã tự tuẫn bằng độc dược. Quân sĩ, dạ, hãy nghe lệnh ta. Tiền quân khởi hành, hậu quân ngăn giặc. Quân sĩ, siết chặt dòng dây bắt cho được quyền tôn và tìm ra thay chân người ngọc của ta, nghe chưa? Kính chào An Lộc Sơn tướng quân. Kìa niệm nô, thay chân người ngọc của ta đâu? Lĩnh bà đã đi rồi. Nàng đi rồi, nàng theo quyền tôn phải không? Không, bà đã đi một mình. Nàng hãy cho ta biết thay chân đi về hướng nào. Lĩnh bà đi về hướng này. Trời, thay chân, trời ơi, thay chân nàng đã chết rồi. Thay chân ơi, ta giấy động cuồng phong dựng nghiệp là mong đặt nàng ở trên ngôi cao tuyệt.
đánh. Nhưng nào ngờ đâu qua bao máu lửa tàn thương, ta chỉ còn một thái chân giờ đây cam dở mong tương phục. Tóc liễu rừng rừng rụng để tóc y thương nàng. Trời đất hôm nay vắng màu tan tóc, ta khóc thương nàng hay đang khóc thương ta. Thái chân ơi còn gì nữa đâu để thiết tha, điện ngọc cung son sơn hà cẩm tú. Thiếu quạnh chỉ còn trơ trọi một thân ta, thở khói đau thương khóc ghi tuồng hư ảo. Thay chân, sao nàng dội bỏ ta mà đi, thay chân. Chân ơi, ta xin làm theo lời nàng trăn trối. Ta sẽ vì nàng mà bẻ gươm bỏ hết. Thầy chân ơi, còn chi nữa thầy chân. Ta dễ binh đào vì thái chân pha quân đường à, vượt muôn trùng tìm nhau. Bẻ gươm thề ngừng ngay chiến chinh. Thay chân, thay chân.